Tóm lại, ai muốn dựng tượng nhớ ơn hay ghi công thổi phồng bậy của Alexandros thì cứ đem vào nhà thờ mà làm. Nó không có công gì cho nhân dân Việt Nam mà tội gián điệp của nó thì đáng bêu đầu. Các vua chúa triều đình ta cả đàng trong lẫn đàng ngoài đã trục xuất nó bao nhiêu lần vì tội gián điệp này. Ngày nay bất cứ ai còn đem nó trở lại sẽ mang tội phản quốc đối với tiền nhân, lại còn ghi công cho nó nữa, tội còn nặng hơn phản quốc. Theo các tài liệu nghiên cứu, việc ghi ơn chữ Việt cho các giáo sĩ đã là chuyện hết sức tầm bậy. Lại còn ghi ơn một tên gián điệp đầu tiên của Việt Nam thì bậy bạ không thể tưởng. Chúng tôi cực lực phản đối.